Mày biết gì chưa? Ngoài kia chấm com quay trở lại rồi đó. Lại một lần nữa. Thế giới ngoài kia. Thế giới ngoài kia. Thế giới ngoài kia. 365 hầm 4/7 nhân 5. Một tháng trôi qua cứ như là một năm. Có bao nhiêu phiền muộn ra ngoài kia chôn giấu ở một nơi tối tăm. Đó chính là lý do trên người tao nếu có hình xăm. Bước vào studio nhìn quanh mấy chú chim họa mi ngồi im. Nếu có nghe một tiếng động lạ nào cả làm tao cũng thấy ngạc nhiên. Đây là mấy thằng diễn viên, còn kia chính là cái thằng quay phim. Còn đó là mấy thằng mà tao đéo quen biết nó. Nói nó đến từ ngoài kia. Thấy tụi cặn bã xã hội muốn bán cho tao hàng và kim tiền. Nó muốn cho cuộc đời tao thành đống rác. Nó muốn tao gặp cô tiên. Nó muốn lây bệnh truyền nhiễm cho tao. Và nó muốn làm tao mất tiền. Nó muốn được tao quan tâm hỏi chuyện. Nói thiệt là nếu có tới phim. Có mấy kẻ rất là ghét tao, muốn giết tao qua internet sao. Nó đòi bọc kiếm bọc dao chém tao. Nhưng dường như tao không biết tao. Nó muốn ăn hiếp tao. Chắc tao nói nó đừng có ép tao. Thì ra rằng gặp tao thì nhớ nếp vào. Đâu thằng nào muốn đâu thằng kiếp sao. Từ cái ngày tao không còn gặp lại tụi nó, cảm thấy rất khỏe. Ta cảm thấy rất may mắn, vui vẻ, ngủ ngon giống như là mới đẻ. Con của tao đã biết cười, biết nói. Vợ của tao quá đẹp, quá trẻ. Điều cuối cùng tao cần trong căn nhà này chính là một con chó ghẻ. 365 năm 4/7 nhân 5. Một năm trôi qua cứ như là 10 năm. Có bao nhiêu phiền muộn ra ngoài kia chôn giấu ở một nơi tối tăm. Yeah, đó chính là lý do trên người tao đéo có hình xăm. Nên chọn tao đi làm rap Việt Nam. Tao biết là bao giờ mày cũng yêu tao. Tao biết là lúc nào mày cũng nghĩ về tao. Hay là nói về tao như một siêu sao. Tao như là chúa của tụi mày, gánh chịu hậu quả từ cái miệng thối của tụi mày. Tao như là cha, như là mẹ, tha tội chuộc lỗi cao như núi cho tụi mày. Tao định là mày phải hỡi tao, chửi ăn không để anh chê mày nghe. Đừng có để tụi tao bắt gặp được mày trong đêm mưa gió nhẹ. Mấy thằng mà thích hóng bí, đụng chuyện chạy lẹ còn hơn là đua xe. Con có hiếu nhỏ đi chứ mẹ nhận ra ba ruột của nó là ai nhé. Cảm ơn bộ MC cây vào đây xỏ lá, tao không đi ngay. Còn cái thằng lộn tắc ca có làm hay không trả tiền tao đây. Đúng cái lâu mẹ tụi mày. Muốn cái thành tích hả mày. Mấy thằng lộn con để thích đóng chai bị hại tao nói là có ngay. 365 hầm 4/7 nhân 5. Nè 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 nè. Đủ mẹ cái tiền xạo lô của em là 100. Còn tiền lời một năm của anh là 200%. Có tiếng mà không có miếng thì cũng chỉ là lễ ngâm. Good boy. Để ngắm nhau không? Biết của Nguyễn Hồng Giang. Nếu tao thích thì tao mua để ủng hộ. Cái gì mà tao đang có đều tự làm, cần đéo gì giang hồ. Cần đéo gì lấy của thằng cắt lồ nào hả. Mấy thằng dân chơi đồ, mấy thằng ngu bên trong cơn mơ. Tao gọi đó là hội quán mơ mơ. Có quá nhiều rapper trẻ rất hay, và tất cả đều là homie. Nhưng mà tao sẽ giết hết tụi nó nếu có thể đem lại VD. Nói về anh trai VD, tao lại hâm mộ anh con ly. Nhưng mà tao chỉ ước lớn lên và được như anh em Messi.